mẹ con mình đi bắt ốc nhá.
Mẹ ơi, chỗ này nhiều lắm.
con này nữa không con? Có. Con xin bác đi con. Con xin bác ạ. Đi đâu vậy? Ngon không? Cứ uống hết đi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
Vẫn còn. Về nhá. Mai lại về đây chú bán rẻ cho nhá. Thôi, lần sau đi chỗ suối đấy thì không cho con đi nữa. Tí nữa mẹ con mình đi thăm em nhé. Vâng. Quần áo bẩn hết rồi, mẹ đi giặt đã. Áo đi xong mang ra đây cho mẹ giặt nhá. Vâng. Con cứ thay quần áo đi xong mang ra đây tí mẹ giặt nhá. Mẹ đi thả ốc đã nhá. Thank you.
với lại thường đi đâu rồi mẹ? Đi chơi rồi. Không ở nhà. Vâng. Thế dạo này anh ấy còn uống rượu không? Uống lắm. Suốt ngày uống rượu ấy. Thế à? Suốt ngày uống rượu như thế thì con cũng buồn lắm mẹ. Con cũng cảm ơn mẹ suốt thời gian qua mẹ chăm cho mẹ con. Con cũng muốn gặp đến đây để gặp Cường quá. Con nhớ con của con quá. Đây thì tí nữa cháu Cường mà về thì mẹ chăm cháu hộ con nhá. Con cảm ơn mẹ. Con có một ít quà mẹ cầm lấy xong tí nữa cháu về thì mẹ cho cháu ăn hộ con. Vâng, tí cháu về mẹ sẽ cho. Thôi đừng lo để con mẹ ở đây nữa. Mẹ cố gắng giúp con nhá. Chồng con thì suốt ngày uống rượu rồi. Con chỉ biết nhờ con về đây ạ. Vâng, cháu về cháu về ạ. Vâng, con về nhá. Mẹ con, ở nhà không? À, em chào chị nhá. À. Đây. Chị. À, em chào chị. Chào chào ba ạ. Đây, hai em mẹ con khổ quá, không có gì hết. Cho ba cho cái này một tí đồ nữa. Ôi, chị cho em nhiều quá, em cảm ơn chị nhá. Đây, mỗi thằng con đi đâu rồi? Bị bố nó bắt đi rồi chị ạ. Bố nó đi à? Bố nó bảo không cho ở với em, bố nó đến đón đi rồi. Thế à? Vâng. Ơ, phục quá nhà. Vâng. Tươi quá nhà. Vâng. Ăn nha. Vâng. À, lúc nào mà em cần em ra nhá. Em cảm ơn chị. Vâng. À, chị vào chơi đã. Ờ, đi rồi. À, chị đi luôn à? Ờ, đi luôn rồi. Bật bán hàng quá mà nhá. Vâng. Cảm ơn nhá. Vâng. Vâng. Mẹ chào các bác ạ. Vâng. Em chào chị nhá. Vâng ạ. Em cảm ơn chị nhá. Không có cái gì đi bảo ban nhá. Vâng vâng. Lúc nào em thiếu em sẽ ra chị nha. Em cảm ơn chị. Vâng. Bắt cho bát này. Bắt cho cả đũa này. Chia cho cả con nữa này. Bắt cho nhiều thứ lắm đây này. Để xem cho cái này. Cho cả gạo, cho cả muối, dầu ăn, bắt cho đầy đủ hết rồi còn gì nữa nhở? Cho một cái nồi như này, và bắt cho cả cái chảo to đùng luôn. Tí nữa mẹ sẽ trải cái chiếu này cho con nằm. Bắt cho nhiều đồ quá. Tí nữa mẹ sẽ trải cái chiếu này lên giường cho con nằm này. Xong mẹ sẽ nấu cơm cho con ăn nhá. Mẹ ơi, ước gì em ở đây mẹ con mình nấu cơm cho em ăn nhỉ? Con nhớ em quá. Mẹ cũng nhỉ? Không biết giờ này bố có cho em ăn chưa nhỉ? Không biết bố. Ê, Hoan Thơm, đã bắt máy để ăn cơm rồi. Vui không con? Đây ra để mẹ cắm luôn vào này. Thank you.
con ra một tí nào để mẹ chỉ kéo cái đây. Này không phải nằm là không có chiếu nữa rồi con nhỉ. Cảm ơn bác quá nhỉ. Đây Facebook. Đúng rồi. Mẹ đi nấu cơm nhá. Vâng ạ. Con giúp mẹ xem nồi cơm nha. Dạ. Con không nghịch nước nhiều đâu, ốm đấy con. Chuẩn bị ba ăn cơm đi con. Đây giúp mẹ dọn cơm nào.
đầy để mẹ bê cho. Con đã giúp mẹ lấy bát với đũa đi con. Rồi con lên đi con. Lên đi mẹ xíu. Con ăn cơm đi. Con ăn cơm đi con. Con mời mẹ ăn cơm ạ. Mẹ mời con ăn cơm nhé. Ăn cơm đi. Ăn khoai không con? Con ăn con tự khác ạ. Đầu tiên mẹ với con ở nhà mới nhà con nhỉ? Vâng. Nếu em có ở đây thì chắc vui quá. Ừ. Cố gắng con nhé, mấy hôm nữa mẹ mà có điều kiện thì sẽ mua thật nhiều thức ăn cho con ăn. Được không? Dạ. Mẹ cũng có. Ngon không con? Ngon. Mấy hôm nữa mẹ biết là ăn như thế này thì sẽ hơi thiệt thòi cho con. Mẹ sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để mua thật nhiều thức ăn cho con nhé. Dạ. Mẹ cũng sẽ kiếm tiền cho con đi học nhé. Wow, thích quá. Con có thích đi học không? Có.